Xin chào tất cả quý hàng thân yêu của Minh Thiên nhé. Đấy, hôm nay thì bên em Thiện lại chuẩn bị cho một chuyến hàng GLC cho khách hàng đây. Đây là đang làm cái cột cáp treo của nhà ga, nhà nhà ga cáp treo của Chùa Hương ở bên phía Hòa Bình. Đấy nhá, phào chỉ GLC này là bên em làm vỏ cột vân mây đây nhá. Đấy, chuẩn bị để bốc hàng để chở cho khách hàng. Tất cả phần này là bên em đều làm vỏ nhá, họ đổ cái cốt rồi làm vỏ, cái vỏ GLC này để ốp vào cái cột đã đổ rồi đấy, là không phải hoàn thiện nữa, coi như là ốp vào là xong. GLC thì mọi người biết rồi đấy, vật liệu của nó chỉ có xi cát và sợi thủy tinh thôi. Đấy, cột này bên em làm cho khách hàng theo yêu cầu đây, rất 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 chi là đẹp và căng nét nhá. Đấy, khuôn thì đều phải tạo mẫu để làm cho khách hàng nhé, đạt chất lượng, đạt tiêu chuẩn. Đấy, đúng với yêu cầu của công trình.